Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Chắc có lẽ nhân vật trước mặt của các bạn biết nó là ai đúng không? Vâng, đó chính là Rodan, một quái vật phóng xạ có hình dạng của thằng lằn bay. Nó đã sống từ thời tiền sử, nhưng may mắn trốn thoát khỏi sự diệt chủng của thiên thạch rơi vào trái đất và tồn tại cho tới thời đại của con người. Vậy thì nguồn gốc của con quái vật phóng xạ người đầy rực lửa nham thạch này đến từ đâu? Nó có thật sự là con cháu của loài thằn lằn bay hay không? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc của Rodan. Trước khi trở thành một quái vật phóng xạ khủng khiếp nỗi ám ảnh cho tất cả những sinh vật khác, thì Rodan có xuất thân từ một ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa này ngày đêm phun trào và tất cả các sinh vật không có ai dám qua đây cả. Nhưng cho đến một hôm, một con thằn lằn bay vô tình bay ngang qua đây và nó đã bị ngọn núi lửa này nuốt chửng. Nhưng có một điều kỳ lạ thay đã xảy ra. Con thằn lằn bay đó đang mang thai và trong người của nó có một cái trứng. Trong khi toàn bộ cơ thể của con thằn lằn bay kia đã bị đốt cháy hoàn toàn, thì cái trứng bên trong người của nó lại không, và thậm chí lại phát triển trong môi trường dung nham nóng nảy này. Cho tới một hôm, cái trứng bắt đầu nứt ra. Từ bên trong, một sinh vật thằn lằn bay con cũng đã chào đời. Nó rất là tăng động, háo hức, cố gắng quẩy và sử dụng đôi cánh mới ra đời của mình để bay lên trên không trung. Càng bay, nó càng khoái, càng thích. Dần dần, nó đã bay ra khỏi miệng của ngọn núi lửa này. Và trong đầu của nó vô cùng ngây thơ, nghĩ rằng cuộc sống này là màu hồng, màu hương sẽ có vị ngọt giống như sô-cô-la, vị ngọt của trân châu trà sữa. Nhưng mà nó không biết rằng một tí nữa thôi, cuộc đời của nó sẽ chuyển biến hoàn toàn, khiến cho nó phải nuốt nước mắt vào trong và sống một cách vô cùng đau khổ. Vừa bay ra khỏi miệng của núi lửa, lúc này nó đã bắt gặp được những con hổ rừng rất dữ tợn. Lũ hổ này thấy một con thằn lằn bay nhỏ bay trên không, liền muốn phóng lên để chụp lấy. Nhưng thằn lằn bay kia, nó có một cái sức mạnh phi thường. Những cú đớp, những cú cào, những cú mổ của nó đã giáng những đòn chí mạng lên trên đầu, cổ, mình, tay chân của lũ hổ núi này, khiến lũ hổ núi không chịu nổi và chết như ngã rạ. Thừa thế xông lên, con thằn lằn bay cũng nhanh chóng cắn vài miếng thịt của lũ hổ núi và hút máu bọn chúng. Một thời gian ngắn cũng đã trôi qua. Trên đường di chuyển, thằn lằn bay con này đã bắt được rất nhiều hổ ăn thịt, cũng khiến cho người của chú thằn lằn bay nhỏ bé ngày nào cũng đã trưởng thành hơn. Bây giờ chú thằn lằn bay của chúng ta đã dậy thì rồi. Nó cũng nhanh chóng thật sự bay lên cao và rời khỏi ngọn núi lửa, với ôm ấp hy vọng trong đầu sẽ tìm thấy những điều ngọt ngào và tuyệt vời hơn trong cuộc sống. Khi xuống tới gần chân núi, nó cũng đã đụng độ một số vài chướng ngại vật là lũ đại bàng núi. Tuy nhiên, lũ đại bàng này chẳng xì nhờ gì, chỉ cãi ngứa lòng nách của nó mà thôi. Bay một hồi cũng mệt mỏi rồi, nó tạm thời nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi ít vài phút, nó lại tiếp tục lên đường. Và lần này, nó đã gặp những sinh vật đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời và suy nghĩ của nó. Vâng, cuối cùng thì nó đã gặp đồng loại của mình. Và nó gặp được những con thằn lằn bay cái xinh đẹp, quyến rũ. Thế là nó cũng đã quyết định nhập bầy đàn. Đối với loài thằn lằn bay, việc nhập bầy đàn không phải là một việc hết sức khó khăn, nên nó cũng vô cùng dễ dàng mà tham gia vào cái bầy thằn lằn bay này. Vì số lượng thằn lằn bay đực rất ít, nên nó được rất nhiều thằn lằn bay cái chọn làm chồng. Và nó sống một cuộc sống ngọt ngào vô cùng. Nhưng ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Mấy ngày hôm sau, đã xảy ra một sự việc hết sức đau lòng. Trong lúc lũ thằn lằn bay tận hưởng giây phút yên bình đang thiêu thiêu ngủ, thì đột nhiên ở đâu đã xuất hiện một bầy rắn dữ tợn, giết chết hết tất cả các thành viên trong bầy loài thằn lằn bay, trừ cái con thằn lằn bay nhân vật chính của chúng ta may mắn trốn thoát. Từ trên cao nó nhìn xuống, chứng kiến gia đình của mình, vợ của mình, bạn gái của mình, mấy con ghẹ hàng xóm của mình đã bị lũ rắn kia giết chết. Đối với thằn lằn bay, loài rắn là loài vô cùng kỵ chúng nó. Chúng nó gặp loài rắn là ba chân bốn cẳng bỏ chạy, dù chưa biết đã đấu lại hay không.
Nhưng đối với chú thằng lặn bay nhân vật chính của chúng ta, sau khi bỏ chạy bay được một hồi và không thể nào chịu được cái lũ rắn khốn kiếp kia đã giết chết người thân của mình, nó cũng đã quyết định liều mạng sống quay lại để báo thù cho những em vợ thằng lặn bay xinh đẹp của nó. Khi nó hạ cánh xuống sát mặt đất, một con rắn nhìn thấy nó bắt đầu phóng vào người nó. Nhưng chú thằng lặn bay của chúng ta thật phi thường, tưởng chừng như sẽ bại, sẽ bị mất mạng giống như vợ con của mình. Thì chú thằng lặn bay đã hạ được con rắn đầu tiên một cách rất dễ dàng. Lúc này nó cảm thấy rất ân hận, vì nếu nó ở lại, nó đã cứu được mấy em vợ xinh đẹp với lại dòng họ bà con cô bác ba đời của nó rồi. Tại sao nó lại bỏ chạy để lũ rắn này giết chết những người thân của nó chứ? Không được, không được. Bây giờ nó phải đi trả thù, giết sạch loài rắn, sau đó nó tự phạt bản thân của mình bằng cách tự tử. Chắc có lẽ nó không bao giờ quên được ngày hôm nay. Cuộc đời đang vô cùng tươi đẹp, màu hương, màu hồng, ngọt ngào vị sô-cô-la trà sữa này đã bị phá tan tất cả, đã chuyển sang màu xám, màu thúi địch và vị chuột chết. Nó đã cắn, xé, nhai, nuốt, giết từ những con rắn nhỏ cho những con rắn lớn tại khu vực này. Thậm chí nó còn ăn luôn cả lục phụ nội tạng của những loài rắn nữa. Và cuối cùng nó cũng đã tiêu diệt sạch, báo thù cho gia đình. Tuy nhiên bây giờ nó cảm thấy bản thân của mình đầy tội lỗi và sự hèn nhát của mình đã giết chết những người vợ của nó. Nó đã quyết định bay lên lại ngọn núi lửa và đâm đầu xuống nham thạch để tự tử. Nhưng nó không biết rằng nó từng sinh ra trong nham thạch nóng bỏng, và ngược lại dung nham kia cũng đã khiến cho cơ thể của nó bắt đầu thay đổi trạng thái. Người của nó trở nên to hơn, mọc ra những cái màng cánh màu đỏ và cơ thể bốc đầy lửa một cách vi diệu. Lúc này đầu của nó đã thay đổi suy nghĩ, tại sao phải lấy cái chết để đền tội cho vợ con chứ? Tại sao không đi giúp những sinh vật khác, ngăn chặn những cái con quái vật to lớn ăn hiếp những sinh vật nhỏ? Thế là nó cũng đã nuôi ý chí trở thành một sát nhân, một kẻ máu lạnh, tiêu diệt tất cả những sinh vật dữ tợn nào đi giết chết gia đình của sinh vật khác. Và trên đường di chuyển, nó đã bay qua một vùng đất rộng lớn, nơi đây đã xuất hiện loài thằn lằn đầu lâu. Lũ thằn lằn đầu lâu này vô cùng tàn độc, hay bắt những sinh vật khác nhai ngấu nghiến, giết chết gia đình của sinh vật khác. Và điều này là điều cấm kỵ mà con thằn lằn bay của chúng ta đã nhìn thấy. Không chần chừ gì, thằn lằn bay liền lao tới, sử dụng sức mạnh đến từ lửa đặc biệt của mình, đốt cháy và nung lấy nội tạng của những con thằn lằn đầu lâu kia, khiến lũ thằn lằn đầu lâu bốc hơi từng con. Mặc dù cái việc làm của nó hiện tại bây giờ không sai, tuy nhiên trong quá trình giết chóc thì con thằn lằn bay của chúng ta càng ngày càng trở nên máu lạnh. Nó chỉ biết đi tàn sát và giết chóc những sinh vật dữ tợn khác mà thôi. Một thời gian dài cũng đã trôi qua, bất cứ sinh vật nào nhìn thấy nó đều phải khiếp sợ và bỏ chạy, đặc biệt là lũ thằn lằn đầu lâu. Số lượng của thằn lằn đầu lâu trên hòn đảo này cũng đã bị diệt hầu như gần hết. Đặc điểm của lũ thằn lằn đầu lâu là chui xuống tận dưới lòng của trái đất, nơi rất là nhiều phóng xạ để ẩn nấp. Và vô tình chú thằn lằn bay người đầy rực lửa của chúng ta đã ăn thứ thịt của lũ thằn lằn đầu lâu và hấp thụ thứ phóng xạ đến từ lõi của trái đất này. Càng ngày thì số lượng chất phóng xạ trong người của thằn lằn bay lửa càng ngày càng lớn. Kết hợp với sức mạnh lửa kỳ diệu của mình, nó đã bắt đầu biến đổi cơ thể. Người nó đột nhiên trở nên khổng lồ giống như là lũ thằn lằn đầu lâu vậy các bạn. Và đôi cánh của nó càng ngày càng to ra. Người của nó bắt đầu hình thành những lớp da nham thạch. Vâng, cuối cùng thì nó cũng đã chính thức trở thành một quái vật phóng xạ rồi. Và đó chính là Rodan. Lúc này Rodan không còn là một con chim hiền hòa yêu màu hồng ghét chiến tranh như ngày xưa nữa, mà nó đã trở thành một vũ khí chết chóc hủy diệt rồi. Nó bay tới đâu gặp bất cứ sinh vật khổng lồ nào đều muốn giết chết hết. Trên đường hủy diệt của mình, nó vô tình bay tới một cái hang ổ nơi rất là nhiều bươm bướm Mosora. Lúc này nó cũng đã không ngại ngùng và tiêu diệt luôn cả lũ bươm bướm này. Về phía của lũ bươm bướm khổng lồ kia, bọn chúng cũng không phải là những sinh vật hiền lành đâu.
Khi Raiden quậy bọn chúng cũng khiến cho bọn chúng điên tiết. Bọn chúng nhanh chóng dùng những cái chân vô cùng nhọn và cứng cáp của mình để đánh thủng người của Raiden. Nhưng cơ thể của Raiden giống như là bất tử vậy. Những vết thủng nhanh chóng được lấp đầy bởi lớp nhanh thạch và hoàn thiện lại cơ thể. Trải qua nhiều ngày chiến đấu lại lũ bướm bướm thì Raiden đã diệt sạch cái ổ bướm bướm khổng lồ Moisora và tiếp tục lên đường thực hiện cuộc tàn sát vô cùng máu lạnh của mình. Vâng, đó là toàn bộ câu chuyện và nguồn gốc của Raiden. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.